Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh. Tháng vừa qua Thanh đã kiếm được 100 triệu ngay và luôn. Thế thì Thanh đã làm gì? Mọi người cũng đã biết ở Úc, Noel và lễ Tết là một trong những cái lễ rất là lớn. Vì vậy là tất cả các công ty đều nghỉ làm. Vì vậy thời điểm Tết Thanh cũng không có làm việc tại công ty, mà shop online của Thanh cũng phải đóng cửa luôn. Bởi vì là không có chuyến bay về Việt Nam, Thanh cũng không thể gửi hàng cho mọi người về Việt Nam được. Cộng thêm là Covid nữa, nên Thanh không thể nào mà về quê để mà thăm gia đình. Thế thì Thanh rất là rảnh. Và Thanh đã nảy ra một cái ý tưởng. Thay vì ngồi ở nhà, ở không có làm gì hết, thì tại sao Thanh lại không đi ra ngoài tìm một công việc làm thêm, vừa học hỏi thêm được kinh nghiệm, vừa trải nghiệm cuộc sống ở Úc, rồi vừa quen được rất là nhiều bạn bè nữa. Đó, chính vì vậy Thanh đã tìm cho mình một công việc làm thêm tại Úc. May mắn là chỗ Thanh làm công việc khá là đơn giản mọi người. Đó là một shop bánh mì khá là lớn tại một cái trung tâm thương mại. Nhiệm vụ mỗi ngày của Thanh là cuốn gỏi cuốn, 12 cuốn gỏi cuốn mỗi ngày. Sau đó thì Thanh sẽ chất bánh mì lên trên kệ. Thì nói nghe nó rất là hoành tráng, nhưng thực tế thì chỉ có 3 cái kệ thôi và cũng khá là nhỏ. Mỗi cái kệ là từ 3 đến 5 tầng. Thì Thanh, nhiệm vụ của Thanh là chất toàn bộ những cái bánh mì lên trên kệ đó để trưng bày và bán. Thanh chất thì tầm khoảng 15 phút sau khi xong thì Thanh chỉ đứng bán thôi. Có gì thì mình bán đó, khách mua gì thì mình bán đấy. Shop có bán bánh mì Tây nè, bánh mì Việt Nam, bánh ngọt, đồ chiên, rồi cả cà phê nữa. Shop mà Thanh làm việc thì mở cửa từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhưng mà cái thời điểm mà đông nhất đó là từ khoảng 11 giờ trưa cho đến 2 giờ trưa. Thì cái thời điểm đó là Thanh phải làm suốt luôn nha, không có nghỉ ngơi. Còn những cái thời gian còn lại thì khá là thư giãn. Nói chung là mình thấy cái việc gì thì mình làm việc đó, mình phụ với mọi người thôi. Thì trong shop của Thanh là gồm có 5 bạn nữ. Thì 5 bạn cùng nhau để chia việc ra mà làm. Thì sau khi mà bán xong thì 5 bạn cùng nhau mà lau dọn sạch sẽ rồi đi về thôi. Theo ý kiến cá nhân của Thanh thì công việc đấy cũng khá là dễ dàng. Chỉ có một điều duy nhất mà Thanh cảm thấy hơi mệt và vất vả, đó chính là Thanh phải đứng cả ngày luôn. Đứng bán bánh mì á mọi người, nên thành ra không thể nào mà ngồi được. Đó là điều mà Thanh cảm thấy khá là vất vả nhất. Và lúc đầu thì bà chủ đã đề nghị cái mức lương của Thanh là khoảng 150 đô một ngày. Tuy nhiên Thanh đã làm việc tốt và làm việc 7 ngày một tuần, rồi cộng thêm là lễ Tết nữa, nên thành ra bà chủ đã tăng lương cho Thanh là 200 đô một ngày. Thanh thích nhất ở chỗ này là bà chủ rất là thân thiện nha mọi người. Thanh còn nhớ cái ngày đầu tiên mà Thanh gặp bà chủ vào buổi sáng luôn. Đó là Thanh chưa có làm gì hết, bà chủ cũng không biết được cái năng lực làm việc của Thanh như thế nào mà đã trả luôn cái ngày lương đó, bởi vì cái ngày đó là cái ngày Thanh đi thử việc. Rồi sau đó thì Thanh nhận lương hàng tuần, mỗi tuần là vào thứ sáu thì Thanh được nhận lương. Thì các bạn biết không, Thanh làm cả thứ bảy chủ nhật nữa mà bà chủ trả lương vào ngày thứ sáu, tức là bà chủ đã trả lương trước cho Thanh hai cái ngày cuối tuần luôn rồi. Nên thành ra là Thanh kiểu cảm thấy rất là thích, mình vừa không bị giam lương, vừa được trả lương trước và trả lương đúng giờ, đúng thời gian nữa. Thế thì mọi người có thể thấy là Thanh đã kiếm được một tuần là 1.400 đô, tương đương là khoảng 25 triệu tiền Việt Nam. Thì tính ra một tháng thì Thanh kiếm được 100 triệu tiền Việt Nam. Kiếm nó rất là dễ dàng luôn, Thanh không có kiểu phải đau đầu, không có phải suy nghĩ gì nhiều, mà còn được học thêm rất là nhiều thứ nữa. Mọi người có biết không, khi mà Thanh đi làm ở đấy, Thanh học thêm được cái cách pha cà phê. Bây giờ Thanh có thể pha được cà phê latte nè, cappuccino, flat white, rồi mocha nữa. Mà thậm chí Thanh có thể vẽ được một cái hình trái tim. Hiện tại thì Thanh đã quay trở lại với công việc chính của mình là làm việc ở trong công ty, và không còn làm ở shop bánh mì nữa. Thì các bạn cũng có thể thấy là Thanh đang quay video này là Thanh đang ngồi trong công ty của Thanh đó. Thì trong một tháng vừa qua, Thanh có thể học được cái cách giao tiếp đối với người Tây nè, Thanh biết thêm được khá là nhiều cái loại bánh Tây nữa, và những cái văn hóa của người Tây, họ thích ăn gì vào buổi sáng, rồi họ thích ăn những cái loại bánh gì, và họ thích uống những cái loại cà phê như thế nào. Thanh cảm thấy đây là một cái trải nghiệm khá là thú vị và khá là bổ ích. Vì vậy Thanh muốn chia sẻ đến tất cả mọi người nói chung cũng như là du học sinh nói riêng.
Theo quy định của Úc thì sinh viên sẽ được làm việc full time trong cái kỳ nghỉ lễ. Vì vậy mọi người có thể thấy là trong cái kỳ nghỉ hè vừa qua Thanh đã làm full time luôn, 7 ngày một tuần luôn. Còn trong cái lúc mà mình đi học thì mình chỉ được làm 20 tiếng một tuần thôi. Thì các bạn nhớ là lưu ý cái vấn đề này. Các bạn mà qua Úc du học muốn làm thêm để mà kiếm tiền phụ cho cha mẹ của mình đỡ phần nào về những cái chi phí mà mình học hành ở đây thì Thanh nghĩ là các bạn có thể đi làm thêm giống như Thanh vậy đó. Ở nước Úc này nếu mà mình chỉ cần chăm chỉ và mình chịu khó một chút xíu thì nó không có khó để mà mình kiếm tiền đâu mọi người. Còn bạn nào muốn biết cách xin việc part-time tại Úc nhanh chóng, lương cao và không bị ép lương thì nhớ hãy theo dõi video sau của Thanh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi kênh YouTube của Thanh, đã xem video này và nhớ hãy subscribe cho kênh YouTube của Thanh nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.